em sao vậy? Thấy em lạ lắm. Được cấp trên công nhận đương nhiên là chuyện tốt rồi. Có điều nỗi khổ cấp dưới như tụi em cả đời anh cũng không có hiểu được đâu. Em phải nhanh chóng tìm nhà, không thể cứ tiếp tục ở nhà liễu liễu được. Em ở nhà của chị họ không được vui hả? Dạ không phải. Liễu liễu và bạn trai của cô ấy, phải nói là chưa đứt mà đã loạn. Nếu em vẫn tiếp tục sống ở chỗ cậu ấy, chỉ e là sẽ có thêm nhiều phiền phức. Chị họ em đang sống chung với bạn trai của chị ấy sao? Dạ phải. Nhưng không có giống như anh tưởng tượng đâu. Bạn trai của Liễu Liễu đi công tác ở Bắc Kinh rồi, không có ở Thượng Hải. Vì vậy em mới đến ở nhờ. Vậy sao trước đây em không nói với anh? Có phải là chuyện to tát gì đâu anh, đâu cần phải nói chứ. Em giỏi lắm Tiết Sam Sam. Anh hỏi em điều này, em nghĩ anh sẽ cho em nằm ngủ trên chiếc giường mà người đàn ông khác đã nằm hay sao? Hả? Chủ tịch à, anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Chị em gái sống chung với nhau là chuyện rất bình thường mà anh. Có gì đâu chứ. Bắt đầu từ ngày mai, em hãy dọn đến nhà anh ở đi. Không được đâu, sao em có thể sống ở nhà của anh chứ. Hay là em dọn qua ở chung với nhà Liễu Liễu có được không? Dùng giường đó và mệt cá nhân. Nếu không thì em sẽ ngủ ở sofa phòng khách. Ngủ dưới đất. Chị họ của em và bạn trai của chị ấy đã kết hôn chưa? Chủ tịch à, một ngày anh không gây sự với em là anh không chịu được hả? Em sai rồi, em sai rồi. Em bảo đảm là trong vòng 3 ngày em sẽ tìm được một nhà. Một ngày. Nếu không tìm được thì dọn qua nhà anh. Vậy thì ngày mai. Ngày mai. Ngày mai thì ngày mai. Ngày mai còn dài mà. Cứ lo xong chuyện hôm nay rồi tức. Em ăn đi. Sam Sam. Ngày mai đó. Em biết rồi. Ngủ ngon. Tạm biệt anh. Hôm nay con đã xin nghỉ làm một ngày để đi đăng ký. Xin ông trời hãy phù hộ cho con. Nhất định phải tìm được phòng thích hợp, giải quyết được tất cả mọi việc. Đều tại Phong Đằng hết. Cái gì mà không được ngủ trên giường của người khác từng nằm, hại mình mất ngủ cả đêm hôm qua. Sau đó phải lăn ra đất nằm ngủ, làm mình đau nhức khắp người. Alo. Xin chào, cho hỏi cô có phải là cô Tiết Sam Sam không? Đúng vậy. Anh là... Tôi họ Tưởng. Cô cứ gọi là Tiểu Tưởng được rồi. Tôi nghe nói là cô đang muốn thuê nhà. À, bên chúng tôi đúng lúc có một ngôi nhà rất phù hợp với yêu cầu của cô đó. Cô thấy thế nào? Không phải chứ, mình vừa mới bước ra thôi mà. Anh làm sao mà anh biết được số điện thoại của tôi vậy? Tôi coi trên mạng. Tôi có đăng ký trên mạng hả?
Dạ có chứ. Thật sao? Lẽ nào là công ty môi giới này đăng thông tin lên mạng nhanh như vậy sao? Ờ, tôi có hả? Nhưng mà chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Bình thường là do công ty môi giới liên hệ, làm gì có chuyện chủ nhà gọi trực tiếp chứ. Thật ra là như vậy, bởi vì tôi có mối quan hệ rất tốt với bên môi giới. Tôi có ý này nè, khi nào cô có thời gian rảnh á, tôi dẫn cô đi coi nhà. Bây giờ tôi rảnh nè. Nếu cô rảnh vậy thì tốt quá rồi. Hiện tại tôi cũng đang rảnh, hay là bây giờ tôi lái xe qua đón cô coi nhà nha. Hả? Tên này lừa đảo sao? Làm gì có chủ nhà đích thân đón khách đến coi nhà chứ. Nhất định là bọn lừa đảo. Biến đi. Alo. Tiết Sâm Sâm, em tìm nhà đến đâu rồi? Phong Đăng à, hồi nãy em nhận được cuộc điện thoại, họ giới thiệu là chủ nhà. Cũng không biết tại sao tìm được cách liên lạc với em nữa. Kêu em đến coi nhà, còn nó lại đến đón em nữa. Là bọn lừa đảo có phải không anh? Thật không? Anh thấy hình như không phải. Em nhắn tin cho anh số điện thoại đó đi, để anh kêu Tiểu Trương đưa em đi xem. Cũng được đó. Vậy em nói với anh ta em đưa số điện thoại cho bạn rồi, sau đó em sẽ thử đi vòng quanh xem sao. Rồi tìm bảo vệ, để theo sau bảo vệ em. Anh ta không có dám làm bậy đâu. Chuyện này mà làm phiền Tiểu Trương. Em thật là ngại quá. Vậy chúng ta giữ liên lạc nha. Em nhắn số qua cho anh liền. Được rồi. Alo. Tiểu Tưởng hả? Hình như là tôi đến nhà đó rồi. Là nhà số 54 có đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ đứng ở dưới nhà chờ anh nha. Quá đã. Nhà riêng đây sao? Cao sang lộng lẫy vậy hả? Một người bình thường như mình thì sao trả nổi tiền thuê chứ. Cô Tiết, nhà của chúng tôi đây thuộc loại có kết cấu không gian mở. Nè cô xem, cửa sổ ở hai bên này rất là tiện luôn đó. Có luôn đồ nội thất và đồ gia dụng trong nhà nữa. Cô Tiết à, còn bên này nữa nè, đây chính là nhà bếp. Cô Tiết à. Còn ở đây là nhà bếp của chúng tôi. Khi cô đi làm về, nếu muốn làm những món đơn giản thì hoàn toàn không có vấn đề. Cô nghĩ đi, ở khu phố xá sầm uất này có một căn nhà thiết kế đẹp và vô cùng tiện dụng như vậy, có phải rất tuyệt không? Căn nhà này tuy nhỏ nhưng có đầy đủ những thứ cần thiết. Quan trọng là rất gần công ty. Lần này thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đi lại rồi. Anh chủ nhà ơi. Dạ. Diện tích ngôi nhà này tổng cộng bao nhiêu mét vuông vậy? Ngôi nhà này rộng khoảng 60 mét vuông. Theo tôi với một cô gái mà nói á, thì như vậy là đủ sống rồi. Tiền thuê nhà này một tháng bao nhiêu vậy? Là 2.500 đồng. Hả? 2.500. Thực ra mà nói, với giá này mà ở đây thì cũng rẻ quá rồi còn gì. Giá rẻ như vậy không lẽ là nhà này có ma? Cho tôi hỏi cái này. Dạ. Cho tôi xem giấy tờ nhà đi. Thật ra thì nhà này không phải là của tôi. Đây là nhà của một người bạn tôi. Hôm qua anh ấy gọi điện cho tôi và nói rằng: Tiểu Tưởng à, cậu cứ cho thuê nhà của mình đi, tiền thuê nhà bao nhiêu tùy cậu. Vì vậy tôi thật sự không có giấy tờ nhà này. Hay là vậy đi, nếu cô không tin tôi thì cô cứ ở trước, trả tiền sau cũng được mà. Cái gì? Cô cứ ở trước, tháng sau cô mới trả tiền được mà. Sao mà có lợi vậy? Ở đây mở cửa sổ đón nắng thì rất là tuyệt. Nói cho anh biết, ánh nắng sáng rất tốt đó. Với lại vật dụng trong nhà toàn đồ mới tinh. Đúng là không chê vào đâu được. Giá cả thuê thì vô cùng hợp lý. Anh biết không, bạn anh chủ nhà đã nói rất là nhiệt tình như vậy rồi. Nếu mà không thuê thì cũng ngại quá. Vậy lát nữa hết giờ làm anh qua đây chuyển nhà giùm em nha. Tạm biệt anh. Lát nữa còn việc gì nữa không? Dạ hết rồi ạ.
Được rồi, chuẩn bị xe cho tôi. Chủ tịch, hôm nay anh muốn đi về sớm sao? Đúng vậy, tôi chuyển nhà. Chủ nhà lau dọn sạch sẽ không còn một chút bụi nào luôn. Vậy hôm nay em sẽ không lau dọn cũng được. Sống ở đây em chỉ cần đi bộ là có thể đến nhà của anh được rồi. Vậy sau này em sẽ đến chỗ anh đi ăn sáng và tập thể dục buổi sáng nữa. Anh nói xem, em đã tìm được một căn nhà vừa trẻ lại vừa đẹp như vậy, đúng là chuyện không thể tin được mà. Tiểu Tưởng à, lát nữa cứ thu trước một ít tiền nhà là được rồi, không cần bận tâm đâu. À phải rồi, tôi nhắc cậu một chuyện, nhớ là nói chuyện tự nhiên một chút, đừng giống như lừa đảo là được. Vậy nha. Em vui giống như là trúng số vậy. Của anh nè. Vậy em mời Liễu Liễu và Song Nghi đến nhà mới chơi nha. Em làm long trọng một chút, mời chị họ và bạn trai của chị ấy đến dùng cơm nữa. Hả? Em phiền nhà người ta cũng lâu rồi, anh muốn thể hiện một chút thành ý. Vậy em sẽ mời. Em mời sao? Không biết là sau khi em thuê nhà xong, trong túi còn bao nhiêu tiền nữa. Cũng đúng à. Vậy thì anh mời đi nha. Nói tới việc mời khách, ngay cả tiền ăn cơm tối nay em cũng không còn nữa. Hay là em cho anh cơ hội mời em ăn tối nha. Xem em thể hiện sao đã. Anh ơi, em năn nỉ anh mà. Được rồi, em muốn ăn gì nè? Anh tự chọn đi. À, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cô là Tiết Sam Sam ở phòng tài vụ có đúng không? Dạ phải, tôi là Tiết Sam Sam. Chúng ta có phải là đồng nghiệp hay không vậy? Tôi làm ở bộ phận nghiên cứu. Lúc trước trong công ty tôi có gặp cô mấy lần. Mà cô không nhớ tôi hả? Nhớ chứ, nhớ chứ. Cô là Hoàng Ngọc. Cô sống ở đây sao? Tôi mới vừa dọn tới đây. Cô cũng sống ở đây hay sao? Không phải, tôi ở xóm nhỏ bên kia kìa. Ồ, vậy xem ra chúng ta là hàng xóm rồi. Đúng sau vậy. Này có gì giúp đỡ lẫn nhau nha. Vậy vậy tôi đi làm trước nha. Cô đi đi, bye bye. Tạm biệt. Bye bye. Nè, cô nghe nói gì chưa? Thư ký Tạ Lợi của giám đốc Ngôn vì chuyện người tình bí mật mà phải cuốn gói đi rồi đó. Thật á hả? Sau ngày lễ tình nhân, tôi thấy chủ tịch đều đưa cô ấy đi đi về về. Tình đã đồn khắp tập đoàn rồi mà. Sáng nay Hoàng Ngọc bên bộ phận nghiên cứu đã nhìn thấy nhà mà cô ấy mới dọn vào. Mới đó mà đã có nhà riêng rồi, lại còn được đưa đi đón về nữa chứ. Chuyện đó thật hay giả vậy? Là thật đó. Tôi thấy cô ta cũng bình thường thôi mà, tài năng thì lại càng không có. Tôi nghĩ chắc là chủ tịch bị bỏ bùa rồi đó. Mà nè, chúng ta đứng đây trang điểm để cho ai coi chứ? Điều cần làm trước mắt bây giờ là chúng ta cứ lo tốt công việc của mình là được. Căn nhà đó cũng được tặng rồi. Tôi thấy Tiết Sam Sam, xem ra cô ấy gặp may thôi. Cô nói xem bây giờ chủ tịch đó có tặng bao nhiêu căn nhà cho người đẹp mà không được hả? Thì tất nhiên rồi. Nhưng mà tôi thấy những cô gái xinh đẹp đào mỏ xong thì lại rút lui hết thôi. Ừ, đúng đó. Tôi nghĩ việc cô ta có thể vào nhà họ Phong được hay không thì lại là chuyện khác đó bạn Hiền ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.